Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 10 tháng 6, khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.